Đó rồi đây mọi người ơi, mọi người trông cái bát thịt heo kho với lại trứng vịt này. Đây, mình đã thực hiện xong và cho ra bát đây. Chế biến vô cùng là đơn giản nhưng mà ăn thì rất là thơm ngon, hao cơm lắm nhá mọi người. Này mới luộc xong mọi người, à, nóng hổi. Luộc xong rồi mình thả vào cái nước lạnh cho nó dễ bóc. Trứng này là trứng vịt, trứng trắng thôi, không phải trứng lộn đâu. Đây, mình thả vào cái nước lạnh này mà cho nó nguội đi là mình bóc cho nó dễ hơn. Bóc hết cái số trứng này ra. Trứng này đem mà kho với thịt mình ăn thấy ngon. Rất là ngon cơm luôn. Ngay trứng này ăn rán mãi chán mọi người. Này, ăn rán nhiều quá nó ngán. Mình luộc lên là mình bóc lên mình kho với thịt ăn cho nó đỡ ngán mà nó ngon. Nói chung là thay đổi khẩu vị thôi. Đây, bóc hết số và trứng ra. Này bóc nó trơn đẹp, nó không bị sát. Không bị sát là rất là dễ bóc luôn. Đấy, mình làm quả này nó là hết rồi. Quả thứ tư đây. Này bóc thì lâu mà ăn thì nhanh. Làm thì lâu mà ăn thì rất là nhanh gọn lẹ. Đó, mình đã bóc xong. Rồi bây giờ mình sẽ đem đi kho với thịt. Đấy rồi mình bóc trứng xong rồi bây giờ mình đi ướp thịt. Đấy, sẽ cho thịt vào cái bát này để ướp. Đấy, mình sẽ cho thịt vào cái bát này. Cho nó rộng rộng ra để mình ướp cho nó dễ dàng. Đây, cho cái hành tỏi này. Hành tỏi vào. Hết cái số hành tỏi vào. Hành tỏi khô băm nhuyễn đấy. Đây, mình cho vào một ít cái hạt nêm cà no này. Đây, mình cho nước mắm nhé. Cho 3 thìa nước mắm thơm ngon. Mình kho bằng nước mắm cho nó thơm ngon đậm đà. Đó, mỗi thứ cho mỗi ít. À, cho thêm một ít cái bột ngọt mì chính nhé. Rồi cho một ít muối ăn nhé. Cho nó có cái muối iốt ăn cho nó tốt cho sức khỏe. Đấy, mình có cái sốt này. Mình không dùng nước hàng nhưng mình sẽ cho cái sốt này. Này cái này là cái sốt để ướp thịt. Rất là ngon luôn. Mình sẽ cho nửa gói vào đây. Đó. Cho nửa gói như vậy thôi. Đó giờ mình sẽ trộn đều mình ướp thôi. Ướp đơn giản như vậy. Nói chung là trong bếp có gì thì dùng vậy thôi mọi người ơi. Nấu ăn đơn giản thôi. Có sao dùng vậy, không đòi hỏi nhé. Đấy, nấu ăn dân dã mà ngon miệng là được thôi. Mình nấu ăn cho gia đình, nấu ăn cơm ấy. Có sao thì mình ướp vậy. Đấy, mình sẽ để đây mình ướp một lát cho nó thấm gia vị là mình kho. Kho với lại trứng vịt. Đó, rồi. Đây rồi mình sẽ kho vào cái chảo này nhé. Đây, bắc chảo lên cho thịt vào này.
cho cái số thịt đã ướp lúc này. Mình kho vào cái chảo này cho nó sâu lâu là sâu sâu đáy sâu lòng, kho cho nó dễ. Bây giờ mình sẽ cho trứng vào thôi. Cho trứng vào để kho. Đây, trứng đây. Đó, cho 4 quả trứng vào. Để cho cái nồi kho nó thơm ngon, mình sẽ cho nước sôi. Cho nước sôi mình kho cho thịt nó thơm ngon. À, nước sôi mình sẽ cho xâm sấp nước. Đó, mình cho nước ngập như vậy, ngập xâm sấp như vậy. Đó, là mình sẽ đậy vung lại mình kho thôi. Đây vung đây, đó sẽ đậy nắp lại kho, kho cho nó cạn nước sình sạch đi là được thôi. Đó đây mọi người ơi, rất là thơm ngon luôn. Mình kho sền sệt thế này là được nhá. Đây giữ lại một ít cái nước kho. Đây, mình giữ lại một ít cái nước kho ăn cho nó đậm đà đưa cơm. Cái nước kho này này chan cơm thôi là ăn đã thấy ngon rồi đấy. Mình cho một chút cái hành lá vào nhá. Đấy, trộn đều đi. Nó nóng hổi là ăn rất là ngon. Đây là tắt bếp để cho ra bát thôi. Đây, đơn giản như vậy đấy. Đó rồi đây mọi người ơi, mọi người trông cái bát thịt heo kho với lại trứng vịt này. Đây, đó mọi người trông có ngon miệng không? Rồi cảm ơn mọi người đã xem video nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.